Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Hưng Phạm TV. Để cùng với mình, chúng ta sẽ tự học tiếng Trung cơ bản ở tại nhà. Ở trong 4 bài trước thì mình đã giảng dạy cho các bạn về cái phiên âm trong tiếng Trung đúng không ạ? Chúng ta đã học qua thanh mẫu, đã học qua vận mẫu cũng như là học qua thanh điệu. Và có một bài số 4 để luyện tập những cái nội dung chúng ta vừa học ở bên trên. Thì ngày hôm nay mình giới thiệu với các bạn là cái bài học nội dung của nó là làm thế nào để có thể viết được tiếng Trung một cách tốt nhất, đẹp nhất. Được chưa? Để cho chúng ta hoàn thành những 4 cái kỹ năng nghe, nói, đọc, viết một cách thành thạo. Thì cái việc đầu tiên các bạn cũng đã biết đó chính là tiếng Trung nó là một chữ tượng hình. Thì cái phần học viết là cái phần khó nhất trong cái nội dung mà trong 4 nội dung là nghe, nói, đọc và viết. Viết là nội dung khó nhất. Để làm sao chúng ta có thể nắm được những cái quy tắc viết cơ bản, viết làm sao cho đúng, viết đúng thứ tự hay là viết chữ cho nó đẹp thì làm như thế nào, thì cùng với mình học nội dung bài hôm nay nhé. Cái đầu tiên là mình xin giới thiệu các bạn là chữ Hán tiếng Trung thì sẽ gồm 8 nét cơ bản. Như các bạn nhìn ở đây, nét đầu tiên đó chính là nét ngang, nét thẳng ngang kéo từ trái sang phải, cái ký hiệu hay là cách viết là như thế này. Được chưa ạ? Cái nét số 2 là nét sổ thẳng, thì là chúng ta sẽ biết là nét nó là một nét thẳng đứng kéo từ trên xuống dưới, các bạn nhìn chưa? Từ trên xuống dưới. Nó sẽ có 3 hình thù như thế này. Cái nét số 3 mà chúng ta cần học đó chính là nét chấm, một dấu chấm từ trên xuống dưới. Các bạn nhìn cái dấu chấm của nó thì hình thù rất là nhiều đúng không? Ở đây là có 5. Các bạn có thể nhìn thấy là đây chính là dấu chấm trong tiếng Trung, trong chữ Hán. Cái nét số 4 chúng ta cần học đó là nét hất. Nét hất này là nét hất cong. Nét cong đi lên từ trái sang phải. Thì các bạn nhìn nó nhìn, nếu mà chúng ta nhìn xa nó nhìn khá là giống với nét chấm, nhưng mà nhìn các bạn nhìn thấy có khác nhau một cái gì không? Nét hất này chính là cái phần bên trên nó sẽ nhỏ hơn, nhọn hơn, bên dưới sẽ to hơn đúng không? Còn nét chấm là gì? Đa phần là cái này, là bên trên nhỏ hơn, bên dưới to hơn. Cái nét số 5 chúng ta cần học là nét phẩy. Cái miêu tả của nó là nét cong kéo xuống từ phải qua trái. Đây, nét phẩy. Bao giờ các bạn chú ý nhé, khi mà mấy cái nét mà nó có viết nhiều ký tự như thế này ấy, thì bao giờ cái nét viết đầu tiên là cái nét phổ biến nhất. Thì đây là nét phổ biến nhất của nét phẩy. Được chưa? Có 4 cái hình thù khác nhau. Cái nét thứ 6 là nét mác, nét thẳng kéo xuống từ trái qua phải. Thì cái nét mác này nó lại ngược lại với nét phẩy. Nếu như nét phẩy, các bạn cũng biết nhìn ở đây rồi đúng không? Bên trên là to hơn, bên dưới nhỏ hơn. Thì nét mác này là bên trên nhỏ hơn, bên dưới to hơn, nó bè ra, được chưa? Đó, cái nét số 7 là nét gập. Có một nét gập giữa nét thì các bạn nhìn thấy nét gập nó có rất nhiều hình thù. Nó có thể là như thế này, cũng có thể là như này, mà cũng có thể giống như cái móc câu này, được chưa? Hoặc là bên dưới, đó. Cái nét cuối cùng là nét móc lên ở cuối. Có các nét khác thì các bạn nhìn ở đây, nét móc có rất nhiều hình thù, được chưa? Đó. Đó, thì mình ở đây slide này mình giới thiệu cho các bạn là 8 nét cơ bản trong tiếng Trung. Thì là các bạn bạn nào mà cần cái phần hình thù của 8 nét này thì các bạn có thể comment phía dưới ở bài học, thì mình có thể gửi cho các bạn để các bạn luyện tập. Chúng ta chuyển qua cái slide số 2 là các nét viết biến thể. Thì bên trên này là chúng ta có 8 nét cơ bản như thế này. Ngoài ra bên dưới tiếng Trung thì các bạn biết đúng không, như mình nói vừa nãy là tiếng Trung là tượng hình, nó rất là phức tạp, viết rất là nhiều. Thì các bạn mà học được một số cái nét cơ bản này cộng với cả các nét biến thể này viết rất là ok. Như ở đây mình giới thiệu qua này, nét ngang phẩy này, các bạn nhìn theo hình mũi tên nó viết như thế này. Nét ngang gãy móc đó, viết như này, được chưa? Nét ngang gãy hất là như thế này. Hay là bên dưới cong móc, cái cong móc mình khá là giống đây đúng không? Đó, cong móc. Thực ra nó là phân tích, nó là phân tích kỹ của một số nét phức tạp. Hay là gì đây, nắm móc đúng không? Hay là sổ gãy cong, hay là cái này này, cái này, hai cái nét này gặp khá là nhiều. Gang gãy, gãy phẩy này, đó, gãy móc này, sổ cong móc này, được chưa? Các bạn nhìn rõ chưa? Các nét biến thể như thế này chưa? Đấy thì là mình để lâu một chút cho các bạn chép nhá. Ngang phẩy này, ngang gãy móc, ngang gãy hất, sổ gãy móc, xiên móc, cong móc, phẩy gãy, phẩy chấm, sổ cong móc, chấm trái, cái gì? Nằm móc, sổ gãy cong. Đấy, viết theo hình mũi tên. Cái này này, cái này thứ tự như này này. Ngang xiên móc chúng ta sẽ viết theo như này. Đó. Sổ gãy phẩy như thế này. Ngang phẩy cong móc. Đây là ngang đúng không? Phẩy cong móc. Ngang gãy gãy phẩy. Ngang này, gãy này.
ngang nhá, gãy này đến đây này, đoạn này đứt lên một tí này, phẩy, ngang, gãy, gãy, móc. Được chưa? Thực ra các nét biến thể này nó chính là các nét vừa nãy cơ bản ở đây chúng ta tạo thành, ghép vào với nhau. Các bạn nắm được chưa? Thì cái chúng ta đi sang cái slide tiếp theo, đó là 8 quy tắc viết chữ Hán. Thì các bạn nhìn đây, có 8, nếu như có 8 nét thì cũng sẽ có 8 quy tắc, đúng không? Quy tắc này rất là dễ, các bạn phải học nằm lòng luôn, không có một cách nào khác, các bạn phải học thuộc. Quy tắc đầu tiên là ngang trước sổ sau, ví dụ như từ này, sứ, đúng không? Chúng ta sẽ viết nét ngang này trước, xong sổ sau, tí nữa mình sẽ cho các bạn nhìn rõ hơn. Nét quy tắc số 2 là phẩy trước mác sau, đây là nét phẩy đúng không? Bên dưới nhỏ hơn, bên trên to hơn. Mác đây, bên dưới, bên trên nhỏ hơn, bên dưới to hơn. Phẩy trước mác sau. Nét số 3, trái trước phải sau là phải viết từ bên trái sang bên phải. Quy tắc số 4, trên trước dưới sau, từ bên trên xuống bên dưới. Quy tắc số 5, ngoài trước trong sau, đây từ phong, viết hết bên ngoài, xong rồi biến bên trong. Quy tắc 6, ở đây mình cho các bạn xem cái này dễ hơn nhé. Đó, quy tắc 1, nhắc lại ạ, quy tắc 1 ngang trước sổ sau, nhìn thấy các bạn nhìn đến chưa, thứ tự này. Đó, quy tắc 2, phẩy trước mác sau, viết nét này trước. Quy tắc số 3, trái trước phải sau, phải viết bên trái trước này, từ châu, được chưa? Quy tắc 4, trên trước dưới sau, từ san, số 3, viết bên trên trước, xong viết đến bên dưới. Quy tắc số 5 là ngoài trước trong sau, viết hết bên ngoài, phong, gió. Quy tắc số 6, ngoài trước, đóng sau, vào trước, đóng sau. Đó, sổ thẳng này. Tiếp theo, cong móc vào trong, viết hết vào trong đây, xong rồi đóng vào. Quy tắc số 7 là giữ trước hai bên sau này, các bạn nhìn thấy từ sủy là nước, chúng ta viết bên dưới. 2, xong đến bên trái, xong đến bên phải, được chưa? Quy tắc số 8 là có cái bộ này, viết sau cùng, các bạn nhìn không? Ví dụ từ trở, đây. Hoặc là như ở slide của mình, đây, quy tắc số 8 viết nét bao quanh ở đáy sau cùng, tức là viết cái này trước, từ trở đúng không? Viết bên phải trước. Nếu như ở bên trên nhé, các bạn có thể sẽ cảm thấy mâu thuẫn là có phải bên trên chẳng nói là quy tắc trái trước phải sau thì đáng kể phải viết cái bộ này trước, nhưng không phải, riêng có những cái bộ như thế này chúng ta phải viết bên phải trước. Rồi bên trái đóng vào, đây cũng thế, từ tạo viết bên phải trước xong mới viết đến bộ này. Triển cũng vậy, bên phải trước xong đến bên trái. Từ xuông, xuông này là ý là gì, nó chính là thể hiện cái viết nét bao quanh ở đáy sau cùng, đúng không? Viết bao quanh nghĩa là trên này này. Đó, đây chính là hai bộ này, các bạn nắm được quy tắc chưa? Rồi cái tiếp theo nữa là chúng ta cần học, đó chính là ví dụ các bạn nhìn từ này nhá, từ này từ mù nghĩa là mộc đấy, đây là có, đây là bộ mộc đúng không? Đấy, sang bên này là hai từ mù này ghép vào nó sẽ đọc lín, từ này là ba từ, ba bộ mộc với nhau là sẽ là từ sơn, được chưa? Hoặc là từ này là bộ, này là bộ nữ, là nữ, bộ nữ đấy, hoặc là đứng một mình nó nghĩa là nữ, cũng là nữ, là chỉ con gái đấy. Như bên dưới là số 8 này, đàn bà, thì ba cái từ nữ này ghép với nhau nó sẽ thành từ chèn. Đó, thì ý là mình lấy ví dụ cho các bạn này để cho sao cho các bạn dễ hiểu, đó chính là gì, chúng ta sẽ chuyển qua đến phần thứ hai, tức là để học tốt được viết các bạn sẽ phải học nội dung thứ hai, đó chính là học 214 bộ thủ trong tiếng Trung. Thì trong tiếng Trung có 214 bộ thủ, có từ bộ thủ 1 nét đến bộ thủ 17 nét. Thì thực ra thì khi các bạn nắm được, học thuộc được 214 bộ thủ này, các bạn học chữ sẽ rất là dễ. Như mình vừa nói, lại quay lại cái ví dụ bên trên, mù nghĩa là bộ mộc, hai bộ mộc mà ghép vào với nhau, mộc là cây đúng không, chắc chắn hai bộ là nó chỉ có ý nghĩa là rừng, là cây thôi, rừng cây đó. Ba bộ mộc ghép vào với nhau nó nghĩa là gì ạ? Một rừng cây rậm rạp, được chưa? Thì học như thế, ngoài việc mình học ý nghĩa ra, mình cũng đoán được ý nghĩa thì mình sẽ viết được chữ dễ dàng hơn nhá. Thì đấy là cái phần mà học chữ của các bạn, thì thật sự nó chỉ có một cái bí quyết duy nhất, đó chính là như mình nói vừa rồi, đầu tiên là các bạn phải nắm được cái các nét cơ bản trong tiếng Trung. Cái thứ hai là các bạn phải nắm được quy tắc viết để làm sao viết chữ cho đúng, đẹp. Thứ ba là các bạn làm sao dễ nhớ nhất, thì đó chính là các bạn học 214 bộ thủ trong tiếng Trung như này. Bài sau mình sẽ giới thiệu tóm tắt 50 bộ thủ thông dụng nhất, bởi vì nếu mà dạy luôn ở đây sẽ rất là dài, lượng kiến thức khá là lớn thì sợ các bạn không tiếp thu được. Thì mình cũng có chia sẻ là như trước kia mình học tiếng Trung ấy, thực ra thì 214 bộ thủ này mình rất là lười học, mình không học hết được cả 214 đâu. Mình cũng chỉ học tầm 50, 40 hoặc là 60 thôi, tầm khoảng đấy là mình đã nhớ được rồi. Còn lại thì là cái gì nhỉ? Cái cách mà học, các bạn học chữ tốt nhất đó chính là chỉ có thể viết nhiều, các bạn viết càng nhiều thì các bạn nhớ càng lâu, không có một cách nào cả, nghĩa là mình như kiểu mình học thuộc lòng ấy,
được chưa ạ? Còn tất nhiên là khi mà các bạn bạn nào mà học được cả 214 bộ thủ này nữa thì thực sự là các bạn có một trí nhớ rất là siêu phàm. Vâng, bài hôm nay thì mình xin kết thúc ở đây thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bài sau. Bài sau thì mình xin giới thiệu là 50 bộ thủ thông dụng trong tiếng Trung. Thì xong bài hết bài sau nữa thì mình mới bắt đầu dạy nhá. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.